thing that's right. Ooh. My first love, yeah. You're every breath that I take, you're every step I make. To share all my love with you, hey, no one else will do. Mm-hmm. You know, and your eyes, they tell me how much you. Two of us.
với giáo xứ tin tôi nói chung và đối với các gia đình của các tôi phân phối nói riêng. Ngày hôm nay chúng ta chứng kiến các anh chị Duân và Hoan tay trong tay bước tới ngôi thánh đường nhỏ bé chân hương này, nhưng với tình yêu lớn lao từ trái tim chân thành của các anh chị trao cho nhau. Từ đây trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, các anh chị sẽ nên nghĩa vợ chồng. Đây là một dịp vui mừng bởi vì anh Duân đến từ Minh Đức, anh Hòa đến tận từ miền xa xôi Nam Định. Vì vậy mà chúng ta hãy chào đón nhau bằng một tràng pháo tay. Hôn nhân công giáo là sự kết hợp giữa người nam và người nữ và được chúc phúc bởi Thiên Chúa để nên nghĩa vợ chồng. Chính vì thế chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ ơn hồng ân của Ngài xuống để cho anh Phêrô và Đức Duân và chị Maria Đinh Thị Oanh sẽ luôn sống đời sống vợ chồng được hạnh phúc và tràn đầy tình yêu như lòng Chúa mong ước. Và giờ đây để tôn vinh Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta cùng cất lên lời tuyên vinh danh. Cũng được Chúa cho trở nên nhân chứng của chính tình yêu ấy.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chồng mình như bà Sarah đã vâng phục ông Abraham
hiện và không sợ bất cứ đe dọa nào. Cũng thế là những người chồng khi sống chung với vợ, anh em phải biết các bà là những người thuộc phái yếu nên hãy tôn trọng vợ mình như những người đồng hưởng ân ban sự sống, để lời cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở. Sau cùng, tất cả mọi người hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, yêu thương nhau như anh em, có lòng thương xót và khiêm nhường, đừng lấy ác báo ác, đừng lấy nguyền rủa ác lại nguyền rủa. Nhưng trái lại, hãy chúc lành vì anh em được mời gọi đến lãnh phúc lành làm gia nghiệp. Đó là lời Chúa. Đời sống gia đình để mà người nam hay người nữ
dù ở đâu luôn luôn có một sức hút kỳ diệu như nam châm vậy. Một người nam đi ra đường nhìn thấy một cô gái đẹp mà không thấy sức hút, mà lại thích một cái anh chàng đẹp trai, đích thị thì anh nam ấy có vấn đề không chuẩn men. Và nếu như một người nữ ra ngoài đường mà nhìn thấy anh con trai đẹp đẽ khôi ngô tuấn tú mà không bị thu hút thì đấy đích thị không phải người nữ, người ta gọi là tầm tính luyến ái. Chính vì thế mà Thiên Chúa dựng nên người nam và người nữ như vậy. Và định nghĩa của hôn nhân thông giáo là một sự giao ước ký kết giữa một người nam và một người nữ, chứ không phải giữa hai người. Nhưng rất tiếc, thưa quý vị, ông bà và anh chị em, dường như là xã hội ngày nay đang bẻ gãy cái định nghĩa của hôn nhân ấy. Và người ta định nghĩa rằng hôn nhân là giao ước ký kết giữa hai người, một định nghĩa hết sức mập mờ và không rõ ràng. Giữa hai người ở đây có thể là hai người nam, có thể là hai người nữ. Và chúng ta thấy kết quả là bây giờ ở những nước như nước Mỹ hay nước châu Âu, người ta đang rộn lên cái phong trào ủng hộ người đồng tính luyến ái để kết hôn. Và Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ thì chưa đồng ý cấp giấy phép chứng hôn cho người đồng tính luyến ái kết hôn, nhưng nghe đâu tới đây sẽ đồng ý điều ấy. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi một gia đình ai sẽ là người vợ, ai sẽ là người chồng khi mà một người hai người đồng tính kết hôn với nhau. Chúng ta sẽ không thể tưởng tượng nổi hai người ấy sẽ sống như thế nào nếu như không có con cái. Bởi vì mục đích của hôn nhân công giáo có hai mục đích rất rõ ràng. Thứ nhất là yêu thương và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Hai anh chị, một người nam, người nữ khi yêu nhau, khi đồng ý kết hôn với nhau thì sẽ về với nhau để mà nâng đỡ, để yêu thương, để chăm sóc, để che chở nhau trong đời sống gia đình. Và cái mục đích thứ hai đó là sinh sản con cái và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô. Một hôn nhân gia đình sẽ được coi là giống như một chiếc cây bị khô héo, bị chết dần, chết mòn, không bao giờ sinh hoa kết quả nếu như gia đình ấy không có con cái. Từ khi gặp phải những điều mà chúng ta thấy không may mắn, vì vậy mà một hôn nhân đồng tính thì làm sao có thể có con cái được. Tức là hôn nhân giống như một chiếc cây không kết hoa kết quả thì chiếc cây ấy càng thêm trở nên vô dụng. Thiên Chúa đã mong muốn con người, người nam và người nữ kết hợp với nhau để yêu thương và sinh sản con cái, và để qua đó mà duy trì nòi giống của con người. Chúng ta thử tưởng tượng coi nếu như trên thế giới này toàn những hôn nhân đồng tính thì làm sao nòi giống của loài người có thể duy trì được. Chính vì thế mà từ ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng nên hai người rõ ràng là một người nam và một người nữ. Và Thiên Chúa mong muốn hai người ấy kết hợp với nhau để nên nghĩa vợ chồng và để duy trì nòi giống của con người. Và bất cứ những hôn nhân đồng tính luyến ái nào mà được chấp nhận ở thời buổi này đều đi ngược lại với tự nhiên và đi ngược lại với mong muốn của Thượng Đế, mong muốn của Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta chứng kiến các anh chị đến đây kết hôn với nhau là anh Xuân và chị Oanh tay trong tay bước đến ngôi thánh đường này để nên nghĩa vợ chồng. Hai anh chị có sự thu hút của người nam và người nữ, một người thì tận Nam Định, một người thì tận vùng Tiên Lãng, một người thì tận Minh Thị, một người kia thì ở Tiên Đôi, đã được Thiên Chúa xe duyên, đã được mối tơ hồng liên kết với nhau để các anh chị tay trong tay sẽ kết hôn và sẽ trở nên gia đình đầm ấm yêu thương. Trong niềm vui của ngày hôm nay, chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn luôn mong muốn liên kết những người nam và người nữ có tình yêu đôi lứa lại với nhau để sống một cuộc sống vợ chồng. Các anh chị ngồi đây sẽ lìa cha mẹ của mình mà gắn bó với nhau, và Thiên Chúa đã nói rằng sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Chính vì thế mà trong điều phó thác tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng đã xe duyên các anh chị với nhau, giờ đây chúng ta cùng
dâng lên Thiên Chúa tình yêu của các anh chị. Và giờ đây xin mời các anh chị bước lên phía trước để trao cho nhau câu thề lời hứa, trao cho nhau chứng nhận tình yêu để nên nghĩa vợ chồng. Các anh chị, anh Phêrô Đoàn Tự Duân và chị Maria Đinh Thị Oanh rất thân mến. Các anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các anh chị được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh. Trước mặt thừa đắc viên của hội thánh và cộng đoàn, Đức Kitô giang đọc tay ban phước lành cho tình yêu phu phụ của các anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các anh chị nên phong phú và vững mạnh để các anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cho hỏi các anh chị về ý định của các anh chị. Anh Phêrô Đoàn Đức Duân và chị Maria Đinh Thị Oanh, các anh chị đến đây để kết hôn với nhau, các anh chị có bị ép buộc không, thưa không? Thưa không. Các anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không, thưa có? Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không, thưa có? Thưa có. Các anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiền, các anh chị hãy nắm tay nhau nói lên sự ưng thuận của các anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh mà, tôi là đơn thân nhận em Maria đi thì quay mà vợ của anh. Và hứa giữ lòng chủ đề em khi tìm vợ cũng như không gian em, khi mẹ khỏe cũng như không đau đớn để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời em. Em là Maria Đinh Thị Oanh, nhận em Phêrô Đoàn Đức Duân làm chồng của em và hứa sẽ làm chung thủy với anh khi tìm vợ cũng như lúc gian nan, khi mẹ khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, Thiên Chúa của tổ phụ Jacob đã kết hợp hai người nam nữ đầu tiên trong phần địa đàn. Giờ đây trong Đức Kitô, xin Ngài chuẩn y và ban phúc lành cho sự ưng thuận các anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh. Sự gì Thiên Chúa kết hợp và người không được phân ly. Nào ta chung tụng Chúa. Những chức nhân này mà các anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Maria Đinh Thị Oanh, xin em nhận chức nhân này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh nhân dân cha và con vậy. Anh Phêrô Đoàn Đức Duân, anh chị này em nhận những chức nhân này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em nhân dân cha và con. Giờ đây thay mặt cho giáo hội, tôi tuyên bố anh Duân chỉ quanh chính thức là vợ chồng. Xin cộng đoàn dành tràng pháo tay. Lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa chấp nhận của lễ Chúa.
của hôn nhân và xin Chúa tận tình trong sóng công cùng chính Chúa đã khôn ngoan xem rằng chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Mà ràng buộc ra ước hôn nhân để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thân hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể đang thánh, chúng con hát bài ca chúng cùng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa xin cho các anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống
thương bình an. Xin Chúa cùng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hầm ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần nên muôn đời. Amen. Con lành Chúa cứu thế và theo thế thương người dạy, chúng ta dâng nguyện dâng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
cao dõi những đình chế Chúa đã ban phòng thiết lập để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha. Kính thưa Cha xứ cũng như các quỷ ban chánh chương, ban lãnh giáo cùng tất cả các quý đội đoàn cùng hai bên gia đình, cho phép con được thay mặt cho hai gia đình là bốn họ cảm ơn Cha cũng như tất cả các quý đội đoàn việc dâng về đây được dâng sánh lễ lại cùng để cho các cháu. Vậy giờ đây con xin cảm ơn Cha cũng như cảm ơn tất cả các quý đội đoàn cùng quý phụ huynh và anh chị em. Như chúng ta đã biết, trong đám cưới, trong niềm vui của ngày hôm nay, một người là gái của tiên đôi lấy chồng ở Minh Đức, rồi đây sẽ rời tiên đôi đến cư ngụ tại Minh Đức. Như thế thì cơ hội chúng ta gặp lại nhau còn rất mong manh. Và một lần nữa, giáo xứ tiên đôi, thay mặt cho giáo xứ tiên đôi, tôi cảm ơn sự hiện diện của các những người khách mời, những người khách đã đến thăm giáo xứ ngày hôm nay, và cũng luôn cầu chúc cho các đôi tân hôn luôn luôn được sống yêu thương, thuận hòa và luôn luôn để Thiên Chúa là tình yêu hiện diện ở trong gia đình của các anh chị. Bởi vì nếu có Thiên Chúa là có tình yêu, mà nếu có tình yêu thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Vì vậy một lần nữa tôi xin chúc mừng các gia đình. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các anh chị hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà các anh chị. Amen. Xin cho các anh chị được hưởng phúc này nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các anh chị nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn và đón tiếp các anh chị vào lâu đài vĩnh cửu. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Lạy đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và như Lâm đã nói là có
có hạnh phúc. Hôm nay hai cháu là mong muốn được chung xây hạnh phúc trăm năm. Hôm nay gia đình tôi có lễ đến, nghe họ đến, xin phép thắp ra cái tổ, xin phép tổ tiên, xin phép tất cả các ông bà cho hai cháu được kết hôn lên chồng. Xin mời ông Mạnh cứu rỗi. Cảm ơn các cụ con các bà đã chấp thuận cho cháu dùng làm cháu rể cho cụ. Bây giờ xin mời một bà đại diện cho gia đình trẻ gái lên để nhận lễ tại bà điện. Skin to skin.
to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through, through it all. You were my strength when I was weak. You were my gia đình. Cảm ơn các cụ, ông, các bà cùng toàn thể các vị khách quý đã tới dự lễ thành hôn của hai cháu. Chúc phúc cho hai cháu và dự bữa cơm thân mật cùng gia đình. Kính chúc các cụ, ông, các bà mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và bây giờ đã đến giờ dự tiệc. Mời các cụ, ông, các bà cùng toàn thể các vị khách quý ngồi vào bàn tiệc, nâng chén rượu lồng lên chúc phúc cho hai cháu. Xin kính mời các cụ một lần nữa, xin chân thành cảm ơn. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, yo. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu thề quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, yeah.
chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly.
hữu duyên thắm tình vì chung mái ấm nên giờ nên chờ. Hạnh phúc trăm năm. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa. Say mơ anh yêu tóc em buông dài, yêu em tình ngất ngây, anh yêu mãi đôi tay mềm, yêu em lúc em đàn, anh yêu tiếng ca êm đềm khẽ hát câu dịu dàng. Chiều chiều bên nhau nhìn trăng vàng, tay cầm tay ta cùng mơ màng, xây đắp mộng đẹp cho tương lai, thương yêu nhau mãi mãi. Yêu em biết bao đêm dài, yêu em lúc ban mai, yêu em thiết tha bao tình, mãi mãi không phải nhòa.
có thời gian hai cháu kỷ niệm và yêu thương nhau và đã được quan tâm cho ông bà phụ huynh trong hai gia đình của tôi. Ngày hôm nay tiến đến thành một bá hương để hai cháu thành thân với nhau và trong hai gia đình chúng ta ở trên lý thuyết cũng như là với trong một cái chung ăn quả chung thế mà chúng ta là người quý vị và xây dựng hạnh phúc cho các cháu làm thế nào để nuôi các cháu có một cuộc sống tốt đẹp. Ngày hôm nay theo một ngày này trong các bà trên nhà ta trên quý vị đã xuống đây và tiếp tục nghi thức là nghi thức cuối cùng cho các cháu để cháu hai thầy thế này các cụ của trên gia tộc nhà ta ở trên đấy và cháu trai chính thức là con rể của gia đình của gia tộc ở bên đây thế này. Thì xin mời các cụ từ cầu quốc đất và thứ hai là hai họ hai gia đình mà còn những cái gì là trong cái câu cuối cùng trong cái hạnh phúc gia đình của hai cháu thì chúng ta cùng nhau thống nhất để bàn bạc để xây dựng cho các cháu một cuộc sống hạnh phúc. Ông các bà cùng toàn thể khách quý, hai cháu vân anh qua thời gian tìm hiểu, các cháu đã đồng đầu với nhau, nguyên thủ cùng xây hạnh phúc 5 năm. Hôm nay được sự đồng ý của gia đình, còn nhà gái chúng tôi có sở lễ đến để thắp nhang với tổ chính thức, xin cháu anh về làm dâu con cho gia đình chúng tôi. Xin mời ông để lên thắp nhang. Thank you.
các dành tình cảm tốt đẹp cho đầy gia đình chúng tôi và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thực hiện các nghi lễ cưới hỏi từ hôm đầu đến ngày hôm nay. Kính chúc các cô con các bà cùng toàn thể các vị khách mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Và bây giờ đã đến giờ tốt, giờ hai các bạn đã chúng tôi xin cháu anh được chính thức về làm dâu con quan gia đình chúng tôi và kính mời các cô con các bà cùng đưa cháu về nhà trai chúng tôi để dâng lễ thành hôn của hai cháu. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Treo tút trên cao ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta sống du con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, được tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Đường tre che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Đường tre che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Oh,
my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, feeling never love before. You're my heart, you're my soul. That is the only thing I need. Thưa quý vị và quân bình, trải qua bao nhiêu thuận lợi năm trận, thì tình duyên của bạn đã lên duyên vợ chồng. Chưa kể biết em đâu mà nay tình đã khắc sâu trong lòng. Thế rồi tình yêu trở nên hạnh phúc, cảm thầm, một cầu anh trong tay. Hôm trường cười của một đứa trai trong một chiều hôn lễ ngày hôm nay. Thuốc hôn lễ ngày hôm nay, vợ chồng chân gối mà kể về nhau. Thật là vui từ ngõ 7, ngõ 3, vui từ ngõ xóm, nhà ta vui về. Đường quê tấp lập người đi, vui cùng chú rể, sánh xuyên cùng với cô dâu. Và tình yêu của các bạn trẻ, chú rể Đoàn Duân, cô dâu Đinh Oanh trải qua những năm đời thắng chờ, những lần họ hẹn dưới trăng thâu, đôi giờ họ thấy ở nhau một tình yêu chân lý, quý nhau trên thị trường và thương nhau chưa mất được công tác. Họ đến với nhau để san sẻ những gì gọi là thú vị của tình yêu. Và chính thức từ buổi chiều hôn lễ ngày nay, đôi bạn trẻ chú rể Đoàn Duân, cô dâu Đinh Oanh cùng bước qua ngưỡng cửa cuộc đời, từ tình bạn tiến đến tình yêu và tình yêu tiến đến hôn nhân hạnh phúc gia đình. Và tại tư gia phòng cưới của gia đình nhà trai trong buổi hôn lễ, chúng tôi trân trọng và kính mời tất cả quý vị bạn. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn chúc mừng cho cô dâu và chú rể được không ạ? Vâng, và xin chân thành hạnh phúc của các bạn Đoàn Duân và Đinh Oanh đã ghi rõ ngày 30 tháng 10, 2016, tức là ngày 30 tháng 9 năm Bình Thân. Và giờ đây, lễ thành hôn xin được phép bắt đầu một tràng vỗ tay thật lớn. Và giờ đây trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, chúc mừng cho cô dâu và chú rể, chúng tôi trân trọng kính mời sự hiện diện của người mẹ thân sinh ra chú rể và người bố cô dâu. Trân trọng kính mời các bác hãy cùng bước lên sân khấu để cùng chúc mừng cho hai người con yêu quý của mình. Trân trọng kính mời sự hiện diện của người mẹ thân sinh ra chú rể và rất nhiều gái, đó là người bố cô dâu. Trân trọng kính mời hai bác cùng bước lên sân khấu để cùng chúc mừng cho hai người con yêu quý của mình trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Mình chất sân khấu của gia đình đã sự diện của cô dâu và chú rể Đoàn Duân và cô dâu Đình Oanh, cũng như các bà thân sinh ra cô dâu và chú rể, trân trọng ra mắt tới toàn thể quý vị. Và trong ngày vui hạnh phúc này, chúng tôi trân trọng kính mời chú rể Đoàn Duân và cô dâu Đình Oanh sẽ cùng ở tay trong tay mở từng nắp rượu champagne, cùng nhau rót lên tầng tham lên tình yêu để tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Champagne đầu tiên đã được bật nổ, báo hiệu mối tình yêu mới của đôi bạn chính thức bắt đầu. Giờ đây thì trân trọng kính mời đôi bạn sẽ cùng một tay trong tay cùng nhau rót lên những tầng thắm nền tình yêu hạnh phúc và dòng rượu đỏ thắm chảy trên những tầng thắm nền tình yêu, tạo lên những làn khói trắng lan tỏa cả chúng tôi một đám cưới, chứng kiến một tình yêu trung thủy, một tình yêu son sắt mà Duân và Oanh nguyện cùng trao cho nhau. Và kể từ ngày hôm nay, trên quê hương thôn Triều Đông chúng ta chắc chắn rồi sẽ có thêm một cặp vợ chồng mới. Tình yêu của các bạn như những cành cây vươn ngược thời gian, nở hoa kết trái. Tình yêu rào rào như biển cả, như cỏ cây, hoa lá, buổi chiều xanh. Chúc cho dâu và chú rể luôn giữ trọn một tình yêu trung thủy, một tình yêu xuất sắc mà hai bạn nguyện cùng trao cho nhau.
lời các bạn sẽ cùng nâng ni để cùng đan tay vào nhau uống ly rượu ra môi, ly rượu của đôi đôi hạnh phúc. Cô dâu tay phải, chú rể tay phải, hai bạn hãy cùng đan tay vào nhau trên tròng kính mời. Những tràng tay của quý vị đã rồi à, một tràng tay thật lớn chúc mừng cho cô dâu và chú rể, xin mời. Để hai bên gia đình từ nay sẽ có thêm một cô dâu hiền, sẽ có thêm một chàng trai thảo. Chúc mừng cho hai bên gia đình luôn giữ chặt tình thông gia vững bền. Trân trọng cảm ơn rất nhiều. Trân trọng cảm ơn tình cảm mà hai bác hãy cùng vừa rồi đã dành tặng cho nhau. Và giờ đây trân trọng kính mời hai bác hãy cùng trở về với bàn chào của mình để cùng chúc mừng cho người con yêu quý của mình, cũng như lắng nghe những lời ca tiếng hát gửi tới cô dâu và chú rể trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn tình cảm của bác rất là nhiều, trân trọng cảm ơn. Vâng, và trong buổi lễ thành hôn của cô dâu và chú rể, chúng tôi rất muốn rằng những lời ca tiếng hát của tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng chào về sân khấu, cùng đồng hành với những nàng chương trình chúng tôi để cùng hát tặng cô dâu và chú rể. Và để một đầu chương trình văn nghệ trong buổi lễ thành hôn của chú rể Đoàn Duân và cô dâu Đinh Oanh, Mạnh Hải sẽ gửi tới tất cả quý vị và các bạn một ca khúc sôi động ngay sau đây, ca khúc mang tựa đề 60 năm cuộc đời. Trân trọng kính mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Để cho thắm tình trong vợ và mừng cho thưa đôi, để mừng cho đôi trẻ cho đời bên nhau. Và giờ đây thì tình cảm mà chia sẻ cô dâu sẽ cùng mọi người tới tất cả quý vị và các bạn, đó là cô dâu và chú rể sẽ cùng bước dướng dưới sân khấu và cùng rót ra chén nước trà xanh và cùng mời tới tất cả quý vị và các bạn những điều thơm để tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay.
và sân khấu của gia đình tiếp tục sôi động bởi những lời ca tiếng hát từ thấy cô dâu và chú rể. Mà chúng tôi cũng nhận được một món quà yêu quý của một bạn đến từ gia đình nhà gái. Trân trọng kính mời giọng ca của bạn Hải ạ. Trân trọng kính mời giọng ca của bạn Hải đến từ gia đình nhà gái. Một tràng tay thật lòng nhiệt kính thưa quý vị. Mình là bạn của anh. Hôm nay là ngày hạnh phúc của anh. Mình xin gửi tới anh và bà Duân lời chúc hạnh phúc nhất. Nguyện lại đây, anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh luôn chặt đi. Không còn tim anh nói xa xa gần nè. Gửi tới cô dâu và chú rể ca khúc ý nghĩa. Và các khúc này hãy thay cho lần trước gửi tới cô dâu và chú rể. Chúc các bạn được trong hạnh phúc trăm năm đến suốt đời. Và trong một buổi chiều lễ thành hôn ngày hôm nay thì chúng tôi rất muốn sang ở những lời ca tiếng hát mà tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng trở về đồng hành với cô dâu và chú rể, cũng như hát tặng tới cô dâu và chú rể. Đó chính là những món quà gửi tới tụi bạn trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Vừa rồi thì chúng tôi cũng nhận được một lá thư yêu cầu của bạn Tuấn Anh với ca khúc Lắm Đấy Tại Anh. Và trân trọng kính mời giọng ca của Tuấn Anh trở về sân khấu ngay sau đây cùng hát tặng cô dâu và chú rể. Xin mời một tràng tay thật lớn của quý vị. Thưa ông, các bà, các cô, các bác, anh, các chị, nhân kỷ niệm lễ cưới của hai anh chị thì thay mặt cho nhà trai và các em của anh, có em có một bài hát chúc chúc mừng hạnh phúc hai anh chị. Bài hát mang tên Nắm Lấy Tay Anh. Người ta xoay đôi hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, anh mắt sáng người, cầm tay bước đi
dậy. Anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, nắm tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu em xin em hãy cứ tin. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hãy subscribe cho một ca khúc một tiền đề nắm đến tay anh mà bạn Tuấn Anh đã cùng gửi đến đây chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Có thể xin quý vị và các bạn một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Vâng, xin chào và cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị và các bạn đã cùng dành tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Thì một tình cảm đến từ gia đình những gái đó là bạn Lan, trân trọng kính mời giọng ca của bạn Lan xin hân hạnh trân trọng và kính mời. Thưa quý vị, trân trọng kính mời giọng ca của bạn Lan trở về sân khấu ngay sau đây, trân trọng kính mời. Thank you.
cảm ơn tình cảm mà bạn Hà Lan đã cùng gửi tới cô dâu và chia sẻ ca khúc một tiền đề. Cô dâu trân trọng và cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ơn cha mẹ thì như trời cao biển rộng, xin dừng hạnh phúc để bên nhau suốt đời. Có chầu, có thuốc, có liền duyên. Hôm nay nhìn thấy hai con hạnh phúc, công cha mẹ thỏa nỗi ước mong. Để hôn hôn đi vào từng bước, xin mời hai họ chúng ta cùng một nước xây chầu. Và sau đây sẽ cùng đà lễ chào dâu để cho họ biết nhau nhận người. Ban tổ chức tôi trân trọng giới thiệu và kính mời một bác đại diện gia đình nhà gái, một bác đại diện gia đình nhà trai. Trân trọng kính mời hai bác cùng trở về sân khấu. Có những lời phát biểu, những lời cảm ơn và những lời chào dâu cùng gửi tới tất cả quý vị và các bạn trân trọng giới thiệu và kính mời. Và sau đây chúng tôi trân trọng và kính mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe những lời phát biểu của vị đại diện gia đình nhà gái. Trân trọng kính mời bác. Kính thưa quý cụ ông bà anh chị em, đại diện cho họ nhà gái xin được cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của quý cụ ông bà anh chị em trên họ nhà trai. Để trước khi chúng tôi lên máy bay trở về dưới đoàn lập, tôi xin phép đại diện cho họ nhà gái xin phép được có đôi lời với hai cháu, trước hết là với hai cháu. Cố gắng cháu anh cố gắng sống xứng đáng để trở thành một người vợ khả ái hiền hòa. Thế và cháu Duân cố gắng sống xứng đáng là một người chồng tài đức khôn ngoan. Để và hai cháu cố gắng xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và hiếu thảo với bố mẹ, ông bà, tổ cô chú bác bên nội cũng như bên ngoại. Thế và với bà thân sinh ra cháu Duân thì chúng tôi xin trao gửi bà một đứa cháu gái. Thế và xin bà nhận lấy nuôi dưỡng cháu, dạy dỗ cháu và cháu còn nhiều điều dại dột lắm. Thế mong bà công tác với gia đình chúng tôi với đoàn lập cùng với bà ở trên Minh Đức làm thế nào đấy xây dựng và giúp đỡ bảo ban dạy dỗ hai cháu để chúng nó sống xứng đáng với nền nếp gia phong nhà ta ở trên này và với nhà chúng tôi ở dưới đoàn lập. Xin cảm ơn. Trân trọng và cảm ơn tình cảm những lời phát biểu của vị đại diện gia đình nhà gái. Và đáp lại những lời phát biểu đó, chúng tôi trân trọng và kính mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe những lời cảm ơn của vị đại diện gia đình nhà trai. Trân trọng kính mời bà. Thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý khách quý, trước hết tôi xin cảm ơn những lời phát biểu chí tình, chí nghĩa của một ông đại diện gia đình nhà gái đã căn dặn các cháu sống cho cuộc sống được hạnh phúc. Và tiếp theo tôi xin cảm ơn tất cả các cụ con các bà đã tới dự lễ thành hôn của hai cháu và chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc cho tình thông gia giữa ông Quất và bà Liền đời đời bền vững. Và kính chúc các cụ con các bà cùng toàn thể các vị quý khách mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Rất tuyệt vời. Đến từ đây hai phía đã lại thêm gần, hai nhà đã tròn kết tình thông gia và tất cả chúng ta đã nhìn thấy một cái mối quan hệ thân thiết của bên gia đình để cùng chúc mừng cho bên gia đình được giữ chặt tình thông gia vững bền. Và với phần nghi lễ cho dâu và nhận dâu của bên gia đình nhà trai nhà gái đã khép lại chương trình tổ chức lễ thành hôn cho cô dâu và chú rể. Chuyện lời tiếng nói của cô dâu và chú rể trân trọng cảm ơn tới sự hết sức nhiệt tình đông đủ của tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng trở lại chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Lòng ước bao nhiêu, lòng
vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh, mình kết làm anh. Rồi mình xin khóm trúc xinh trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh.